Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án có tên là Winkiverse. Thì để tham gia game này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tâm tắt chatbot nha các bạn. Con bot này nó phản hồi hình chậm nha các bạn cố gắng đợi nha các bạn. Sau đó các bạn chọn yến liệt nha các bạn. Rồi các bạn đứng tiếp tra nè các bạn, cái dù. Ok, pin bouquet, okay. Submit chip for link. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Join sao nè, rồi bạn bắt đắp nè. Tiếp tục join tiếp kênh seller nè. Rồi sau khi vào join vào kênh seller các bạn nhấn verify nha các bạn. Đâu mới verify đâu chứ. Bot này kỹ ta. Rồi bạn verify các bạn join sau đây nha các bạn. Rồi. Được verify cái nữa kìa. Ok, verify xong thì các bạn bắt đắp đây nè các bạn. Tiếp tục follow tờ Twitter nè các bạn. Rồi trên tờ Twitter nè các bạn follow và retweet. Bạn yêu quá, là biến làm quá. Trên tờ Twitter nè các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi sau đó thì bạn bắt đắp đây nè. Inbox tweet. Rồi tiếp tục con gỡ đường link blog file tại Twitter mình nhé các bạn. Thì bạn mở tại Twitter thì các bạn ra nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào meta, nhấp vào cài đặt các bạn. Rồi bạn sẽ chép liên kết kia lại cho bot nè bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào mục submit bet20 nè. Rồi tiếp tục bạn gửi địa chỉ bên B sao mà trên bet20 trên chocolate của các bạn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn join vào Discord nè các bạn. Chọn trong web cho máy tính nè. Sang các bạn thông cảm nha bạn, mạng mình lót chậm quá. Các bạn chấp nhận là mời nha các bạn. Trên Discord thì bạn bấm vào mục hoàn thành nè các bạn. Rồi các bạn chấp nhận tôi lưu ý các quy định các bạn muốn gửi nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn chọn vào verify đâu ta. Upload verify Twitter. Trên verify trên Discord mình vẫn chưa được các bạn. Các bạn bấm vào mục delete nè các bạn. WinKeyChat này. À, các bạn bấm vào một WinKeyChat nha, bạn quan chat anh con. Good. Airdrop. Rồi sẽ bot này. Rồi sau đó các bạn nhấp vào avatar copy của username mình chỗ này nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chép lên nè các bạn. Rồi bạn gửi lên cho bot. Rồi sau đó các bạn bấm vào Mi Balance để check số cầm kiếm được nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 500 Winkey nè. Rồi các bạn chỉ click ghép mình chia sẻ cho bè về cái thằng nó kiếm tôi cần nha các bạn. Vậy video mình đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.